Vậy là giây phút mong đợi nhất của Rap Việt cũng đã đến vào tối thứ bảy vừa rồi. Không chỉ khiến fan sướng tay đã mắt với các màn kết hợp của bộ 6 quyền lực và thí sinh, mà đêm chung kết 2 Rap Việt còn gây sốt với sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám. Phá vỡ mọi kỷ lục của chương trình truyền hình Việt Nam, đêm chung kết Rap Việt vừa ghi danh mình vào lịch sử khi đạt hơn 1,1 triệu lượt xem cùng lúc trên YouTube. Hot ơi là hot mà Rap Việt ơi! Sau những màn thi tài căng thẳng thì Dễ Thoát cũng đã trở thành quán quân của Rap Việt mùa đầu tiên. Chú vịt vàng Trì Đất Kỳ nhận giải Á quân của chương trình. 6 thành viên còn lại: Tờ Linh, Thành Tra, RBT MCK, RBT Gonzo, Lăng LD, Ricky Star đồng giải ấn tượng chung kết. Sau một ngày trở thành quán quân Rap Việt, học trò Huawei đã đăng tâm thư chia sẻ về cảm xúc khi giành chiến thắng, cũng như bày tỏ lòng biết ơn với những người đã đưa anh đến với thành công. Vô cùng chân thành, anh chàng còn cẩn thận chia sẻ về trang cá nhân với dòng chú thích: có gì sai sót, anh chị thông cảm cho em nha. Hơn một ngày sau chiến thắng, huấn luyện viên Huawei và quán quân Dễ Thoát dành thời gian đi giúp đỡ đồng bào vùng lũ ở miền Trung. Cứ như vậy thì ai mà không yêu được Dễ Thoát ơi. Bức vẽ chú Dế và chú vịt ôm nhau đồng loạt được Dễ Thoát và Karik chia sẻ khiến dân mạng phát cuồng vì quá ư dễ thương. Có mặt trong đêm chung kết, ngoài ST Sơn Thạch, Minh Tú, Hoa hậu Thu Hoài, Diễm My, Thúy Ngân thì còn có bố con Xuân Bắc và nhiều nghệ sĩ khác. Không chỉ gây náo loạn vì màn độc rap trong đêm chung kết. Tôi tên là tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc, anh tìm nơi đâu? Dài khôn tìm vợ chợ đông mà khái khôn tìm chồng thì Rap Việt chứ đâu. Bố con Xuân Bắc còn tìm ra lý do Karik bật khóc khiến dân tình phải ngã ngửa. Nữ nghệ sĩ Lê Giang thì khiến MC Trấn Thành muốn quỳ lạy vì hết gọi Gonzo thành Ozone, lại tưởng Dễ Thoát là tên tiếng Anh nữa chứ. Còn Minh Tú khi được Trấn Thành hỏi han cũng không ngại lên tiếng luôn về mối quan hệ với Andre. Anh không muốn nhiều chuyện nhưng nghe đồn em là người yêu của Andre hả? Chúc mừng em. Cái gì cơ? Người yêu cũ. Trấn Thành quả là rất biết hỏi khó người khác mà. 16 Tip vừa quay trở lại tham gia biểu diễn cùng Min đã khiến dân tình nháo nhào khi Min bất ngờ hồn má 16 Tip ngay trên sân khấu trực tiếp Rap Việt. Dù hơi buồn vì hành trình Rap Việt đã khép lại, nhưng nhà sản xuất cũng đã công bố một tin vui cực đại, đó là concert với hơn 10.000 khán giả sẽ diễn ra vào tháng 1. Còn tin gì vui hơn phải không nào? Mọi người đừng quên cái hẹn cùng Rap Việt vào tháng 1 nha! Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.